Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2023, đánh dấu một cái cột mốc rất là quan trọng trong ngành chẩn đoán hình ảnh ở Việt Nam chúng ta. Đó là sự hiện diện của máy Photon CT đầu tiên ở Việt Nam. Và đây cũng là máy thứ 2 ở Đông Nam Á và máy thứ 7 ở châu Á và chưa đầy 70 máy trên toàn cầu của công nghệ Photon CT. Thì trong thời gian qua thì chúng ta gần như là tất cả mọi người đều mong đợi, mà đặc biệt là các y bác sĩ chuyên ngành tim mạch học can thiệp cũng như tim chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, mong chờ cái sự xuất hiện cũng như là mong chờ để được xem chất lượng hình ảnh của máy Neotome Alpha, hay chúng ta gọi là công nghệ CT đếm photon. Thì đây là một trong những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay về chụp CT. Thì với cái máy photon cao tiên CT này, chúng ta sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn, đặc biệt là những bệnh nhân về tim mạch và những bệnh nhân cần phải chẩn đoán những bệnh lý về tầm soát ung thư, bệnh lý động mạch vành cũng như là đột quỵ não nói chung. Và đây là một cái bước tiến rất là mạnh mẽ về kỹ thuật. Nếu như trước đây chúng ta dựa vào chất lượng CT là số lát cắt, thì hiện nay với công nghệ chụp photon CT này, chúng ta không dựa vào lát cắt nữa, nghĩa là cái số lát cắt trên máy CT này đã vượt qua giới hạn 1.000 lát cắt. Và cái công nghệ mới này ứng dụng một cái kỹ thuật rất đặc biệt là đếm cái số photon đã phát ra và sau đó xử lý hình ảnh dựa trên nguyên lý đó, chứ không có xử lý một cái luồng tia X đại trà, nghĩa là một cái liều tia. Với những cái máy trước đây thì một cái liều tia rất là lớn được phát ra, thì trên máy photon CT này phát ra một cái liều lượng tia cực kỳ thấp. Và chính vì cái liều lượng tia cực kỳ thấp đó sẽ mang đến sự an toàn nhất cho bệnh nhân khi chúng ta cần phải chụp CT. Đây là một trong những cái tiêu điểm, một trong những cái thành công lớn về cách mạng khoa học công nghệ trong kỹ thuật chụp CT. Vấn đề thứ hai nữa là với cái liều lượng tia ít phát ra cực kỳ thấp đó, thì cái công nghệ về đầu thu đã được phát triển đến một cái mức hiện đại nhất hiện nay mà chưa có một cái công nghệ nào đang được nghiên cứu và thay thế những cái ý tưởng hiện tại. Đó là công nghệ phát triển cái hệ thống đầu thu để xử lý được, đếm lại được, nghĩa là ghi những cái hình ảnh với một cái số lượng tia X phát ra một cách tối thiểu. Và với cái công nghệ photon cao tiên CT này, chúng ta sẽ xử lý hình ảnh được tốt hơn, tránh được xảo ảnh rất là nhiều và giảm được những cái xảo ảnh do từ cơ thể bệnh nhân, như là mạch vành đóng vôi, như là bệnh nhân đã được đặt stent rồi, và đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân có những cái rối loạn nhịp tim thì máy này sẽ khắc phục được những cái hạn chế mà những cái máy CT khác không thể chụp được. Cụ thể là với những cái máy CT trước đây, nếu như bệnh nhân có rối loạn nhịp tim hoặc là nhịp tim bệnh nhân từ trên 70 lần trên phút thì cái việc chụp mạch vành rất là khó khăn và thường là không có chụp được, và bệnh nhân phải uống thuốc để chỉnh liều giảm nhịp tim xuống. Thì với máy CT photon này, chúng ta có thể chụp được cho tất cả những cái bệnh nhân có những cái rối loạn nhịp tim thông thường, chúng ta có thể chụp được. Và hy vọng rằng với cái công nghệ xử lý ảnh, công nghệ ngăn cản, nghĩa là công nghệ có thể đánh giá được vấn đề đóng vôi, nghĩa là cái việc chụp CT mạch vành cho những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi hoặc là chụp CT mạch vành cho những bệnh nhân đã từng được đặt stent mạch vành sẽ có những bước tiến bộ mới, và bệnh nhân đặc biệt là không cần thiết phải nhập viện để chụp DSA kiểm tra mạch vành sau khi đặt stent. Thì đó chính là những cái mục tiêu chính để SAS đầu tư công nghệ photon cao tiên CT, và đây là cái máy đầu tiên. Hy vọng rằng trong tương lai các bác sĩ sẽ làm việc được tốt hơn, và bệnh nhân Việt Nam của mình sẽ được chăm sóc tốt hơn, không cần phải đi bất kỳ nước nào để chụp mạch vành hay là để tầm soát ung thư hay là chẩn đoán đột quỵ gì nữa cả, thì chúng ta đã có những công nghệ hàng đầu trên thế giới hiện nay. Và cũng có một câu hỏi nữa là về góc độ đầu tư, thì một số người hỏi là thắc mắc tại sao chúng ta phải bỏ ra một số tiền quá lớn để đầu tư cái hệ thống máy này. Thì câu trả lời sẽ là vì sự phát triển công nghệ, vì nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, và một cái điều cuối cùng nữa là muốn khoa học phát triển thì phải đi đôi với công nghệ.
Nếu như chúng ta nói về muốn phát triển về nghiên cứu khoa học, muốn phát triển về những công nghệ hàng đầu trên thế giới thì chúng ta không thể nào thiếu được những công nghệ hàng đầu trên thế giới để đi song song với việc phát triển chuyên môn và kỹ thuật ở Việt Nam.